Đây là cái cặp kem chiên chị trắng cho chị Diệp Trinh. Nhờ Vương Lê giới thiệu dòng sản phẩm trắng sáng này cho nên là sau khi có cặp kem thần thánh này đúng không? Nhờ em đưa chị cặp kem thần thánh này, em bảo ép chị xài đúng không? Không phải xiên, bởi vì các chị ơi mình phải xiên, không xiên là mọi không người thấy được. Là chị Trinh không, da chị Trinh, mọi người thấy là da của chị Trinh đó là bình thường, mọi người thấy da chị hơi ngâm đúng không? Mà giờ da chị trắng sáng lên, mà mọi người biết sao? Bả là lười lười cái bả đi nắng, bả đi về Bình Dương cái bắt đầu da đen lại nữa, tại vì đi về cái là chị là hay đi ra vườn hái cây hái này hái nọ, nói chung là nuôi trồng chăn nuôi rồi trồng trọt tùm lum nên cái da nó hay bị đen, nhưng mà xong các bạn lên các bạn tấp nập vô vài bữa là trắng lại lần rồi các bạn, nhìn cái da là biết cả mấy tuần nay chưa về Bình Dương. Phải sử dụng anh, như trong cái hũ kem nào nó cũng có một cái gì, cái dụng cụ để mà mình dứt kem ra. Sao chị chỉ với mọi người, ôi trời cái chất này chị cho mọi người coi cái chất thơm thơm mà nhìn đã không như da ua thiệt chứ bộ, thơm mà dễ chịu lắm nha các bạn nha. Và mình đó thì mọi người thấy mình da một cái phần đủ dùng thôi các bạn ha, một cái phần đủ dùng thôi rồi mình để lên. Nói chung là mình cũng ké mình chấm trực tiếp lên da cũng được, còn mình làm một cách như vị Trinh cũng được, còn mình xoa đều cho nó thấm đều nè, thấm đều mà mình đắp lên vậy ha. Đó thôi vậy đó, mọi người muốn có làn da của mình trắng á thì mọi người sử dụng cái cặp kem trắng này ngày đêm nha mọi người. Mọi người có dưỡng cái gì dưỡng, nhưng mà nhớ là dưỡng cái cặp kem này ngày đêm. Một ban ngày thì dưỡng ban ngày, còn ban đêm dưỡng ban đêm, mọi người đừng có bỏ qua các nha. Các chị xài cho các chị ghiền luôn á, các chị ơi, xài xong là ghiền. Mọi người thấy là chị Trinh đó là da là hay bị vậy, tại vì do chị Trinh là thỉnh thoảng mọi người thấy chị Trinh lên like cái chị Trinh thấy da ngâm hơn bình thường. Bây giờ đúng thì rồi. lại đang trắng hơn là do là chị Trinh hay về quê, chị Trinh trồng trọt, chị Trinh thích mấy cái nhà vườn lắm, vì vậy mà nó đen, nhưng mà lên cái là chị Trinh dưỡng khoảng 2 tuần. Đúng rồi, phải dưỡng lại. Chứ phải dưỡng, không dưỡng là không được. Không cái kem ban đêm này á, cái kem ban đêm này á, là cái kem nó lỏng nha mọi người, tại vì đây là cái kem nó có nhiều collagen trong này, dưỡng chất trong này lắm, collagen tươi á, vì vậy mà nó lỏng đã lắm. Đây nè, nó lỏng nè mọi người coi nè. Đó. Các bạn biết không, nếu như mà các bạn sử dụng trong cái tay mà nó còn hơi chút xíu kem, mình đắp xuống cổ luôn nha các bạn nha. Nó cái kem này nó lỏng nhưng mà mình hả là cái collagen tươi mọi người. Xài nó đã lắm, nó êm lắm. Cái mùi nó dễ chịu quá. Cái mùi nó dễ chịu, cái mùi nó tự nhiên đó chị, rất là dễ chịu đó. Ừ, xài giống như là Phương Lê chị Trinh vậy đó. Trinh nói Trinh đây là đen. Trước khi mà Trinh đắp trên mặt, Trinh hay ngửi về trước một cái cho nó phê rồi bắt đầu mình đắp lên. Đây mặt của là mình. Cái cặp kem chiên chị trắng cho chị Diệp Trinh. Tại vì hả hay đi đây, hay đi đi tỉnh đi lại nọ. Đi tỉnh rồi đi làm phim nè. Rồi đi về quê hái trái cây, đi lượm trứng gà, trứng vịt lên thôi. Nói nghe là các bạn biết không, nếu như chúng ta cứ đặt cái tập tính công việc của chúng ta là phải đi nắng thường xuyên, thì chúng ta muốn phải giữ làn da của mình nữa cho nó trắng sáng mỗi ngày, chúng ta phải tối về phải sử dụng liền, phải sử dụng liền. Còn đây là ban ngày, đây là ban đêm nha các bạn nha. Ban đêm thì bạn nào mà đặc thù công việc là phải đi ra ngoài nắng thường xuyên thì tối chúng ta dưỡng da thì chúng ta phải sử dụng cái hũ ban đêm này nè. Trong này nó có collagen tươi đó chị, nên nó lỏng lắm. Nên mà mình xài vô trong da của mình rồi ngày mai á, chị thấy là cái da nó mướt. Đúng rồi, nó mướt mình, nó mà nó trắng hồng thích lắm, mà makeup lên nhẹ xương xương thôi là đó. Thôi là hú hồn đó. Đi ra ai cũng khen, nói chung là dạo này mọi người cũng khen da Trinh là sáng hơn trước đây rất là nhiều. Nhưng mà da chị là hay bị đen lại lắm, do chị đi chị không có chăm rồi chị đi về quê hoài nên da nó đen, lần nào chị về quê lên nó cũng đen đó. Với lại đi quay phim về là đen. Nhưng mà các bạn ơi, mình phải dưỡng 2 tuần là trắng lại. Đúng chị rồi. Trinh lần nào cũng vậy, chị mình phải dưỡng đúng không Phương? Chị Trinh rất là dễ ăn nắng, nhưng mà 2 tuần xong nó bắt đầu là chị Trinh tắm cà phê. Người thì chị Trinh á lấy sữa với cà phê chị Trinh tắm cho cha cũng trắng. Cũng giờ chuyện bí kíp mới biết chứ còn cái đâu. Còn cái mặt á thì hả chị Trinh dưỡng cái kem trắng sáng như vậy mà nó cũng tuột, nó cũng nói chung là nó cũng bay cái đen ra, chứ bình thường á là chị đi quay phim về hay chị đi về quê lên cái em thấy khác liền. Đúng rồi, thấy khác nhưng liền. Mà sao những lần đó là mình phải dưỡng, giống như các bạn thôi, các bạn có đi biển chơi, các bạn có đi picnic, các bạn có đi du lịch với gia đình thì đôi lúc nó bị xuống màu da, bị nắng thì phải sử dụng cái bộ kem này rất là quan trọng đối với những chị em nào cũng phải có bộ kem này nha. Muốn có làn da trắng mà căng mịn thì phải có bộ kem này. Chị em mà không có bộ kem này là chị em sẽ không có trắng hồng căng mịn đâu, đó là một cái lời đe dọa và lời khuyên chân tình của Phương Lê đó các bạn. Chân tình của Phương Lê là nói chung là chị em mình cần phải sử dụng bộ kem trắng sáng này, cho dù chị em như thế nào mình cũng ráng sử dụng kem trắng sáng này, đừng có lười biếng nha.